tục cập nhật những thông tin về tình hình sức khỏe của các học sinh bị cây phượng vĩ đổ trúng người tại trường Trung học cơ sở Bạch Đằng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua, khiến một học sinh tử vong. Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết vẫn đang tiếp tục điều trị tích cực cho 4 trường hợp nặng trong số 8 trường hợp được nhập viện vào đây. Với 4 trường hợp đang được theo dõi tích cực khi đưa vào bệnh viện, các em đều trong tình trạng hoảng loạn tinh thần do cơ thể đau vì cây đè, đặc biệt bị hốt hoảng khi nghe tin bạn học mất. Điều này cũng ảnh hưởng đến sinh hiệu cơ thể. Chính vì vậy, các bác sĩ điều dưỡng đã thực hiện các biện pháp giảm đau, nâng đỡ tinh thần cho các em, đồng thời cho người nhà vào chăm sóc vỗ về để các em được ổn định trước phẫu thuật. Và hôm nay, hai em học sinh bị chấn thương nặng đùi, tay, chân, chấn thương bụng kín đã được phẫu thuật kết hợp xương bằng phương pháp đóng đinh nội tủy. Hai em còn lại đang được theo dõi tiếp ở khoa ngoại thần kinh. Có thể trong ngày mai sẽ được xuất viện. 4 em khác còn lại nhẹ hơn, sinh hiệu ổn, tỉnh táo nên đã được khám và điều trị ngoại trú.